Bộ phim Vận May Tình Yêu, tập 16. Yến Tử, hay là chúng ta ăn chút gì đó trước rồi tiếp tục thất tình đi? Cứ tiếp tục như vậy sẽ chết đói mất. Phục vụ, phòng 1808, cho tôi 2 bát mì bò, cho cả tương ớt, cho thêm tương ớt, cho nhiều giấm một chút, ngay bây giờ. Ôi trời, người ta nói thất tình không thiết ăn uống, còn nói ăn gì cũng không có mùi vị. Tại sao tôi vẫn cảm nhận được thịt bò này không tươi chứ? Tương ớt này cũng không thơm. Tôi chỉ muốn ăn một bát mì thịt bò thôi mà. Ông trời ơi, tại sao đối xử với tôi như vậy? Tôi từ nước Mỹ xa xôi đến đây chỉ để cứu người phụ nữ tôi thầm yêu bấy lâu. Kết quả ai nấy đều chê bai tôi, chơi tôi. Bây giờ chỉ muốn ăn bát mì thịt bò thôi mà. Đây là khách sạn 5 sao đó, tại sao thịt bò tươi cũng không có? Cuộc đời vốn khó khăn, tôi chỉ muốn ăn cay một chút thôi, tương ớt cũng không đúng gì. Tại sao số tôi khổ như vậy? Yến Tử, tôi không phải mặc ai trêu đùa, mặc ai ăn hiếp đâu. Anh đứng dậy như một thằng đàn ông cho tôi. Thứ chúng ta muốn, chúng ta phải nỗ lực giành lấy. Tôi không tin không được. Đây mới là thịt bò chứ, đây mới là tương ớt chứ. Ăn no rồi mới có sức để buồn. Chu Thanh Thanh, chu đỏ đỏ thì có. Vu Bân, tôi thấy anh có bệnh rồi. Tức chết là chuyện nhỏ, chết đó mới là chuyện lớn. Ăn no rồi tính. Ông chủ, cho thêm thịt bò. Nào, cạn ly. Cái gì đây? Cái này cho người ăn sao? Tôi bị bệnh như vậy rồi, các người cho tôi ăn mấy thứ này? Dớ dẫn như vậy sao? Mẹ à, mẹ đừng kích động. Mẹ xem, cũng được đó mà. Đậu xanh, trứng gà, cái gì cũng có, rất dinh dưỡng. Không nghe nói sao, thiếu gì bổ nấy. Tôi bị gãy xương, phải hầm canh xương cho tôi chứ. Mẹ xem, vậy là mẹ không hiểu rồi. Trước đây đúng là có câu thiếu gì bổ nấy. Thực ra như vậy là không khoa học. Mẹ xem, canh xương rất nhiều dầu mỡ, không có lợi cho việc tiêu sưng và tiêu viêm. Xương nhọn cũng mọc chậm. Mẹ biết xương nhọn không? Chỉ cần xương nhọn mọc nhanh, xương của mẹ mới nhanh khỏi được. Mẹ có thể xuống đất đi lại được rồi. Anh ấy nói đúng đó. Bây giờ bà già rồi, nên ăn đồ thanh đạm một chút, như vậy mới có lợi cho sức khỏe. Phải rồi, lát nữa người nhà đi ký giấy đồng ý phẫu thuật. Chuẩn bị sáng mai là phẫu thuật. Được, cảm ơn, không có gì. Mẹ à, sao mẹ lại khóc rồi? Mẹ sợ. Con nói xem, lỡ như họ không tiêm thuốc mê cho mẹ thì sao? Sao có thể như vậy được? Nếu như tiêm nhiều thuốc mê quá, mẹ không tỉnh lại nữa thì sao? Không đâu, nếu như vậy là thật. Bây giờ con đi gặp bác sĩ, nói cho họ giống như mẹ nói bây giờ. Thanh Thanh, mật khẩu thẻ ngân hàng của mẹ con nhất định phải ghi nhớ. Nếu như con quên thì không lấy được tiền đâu. Được rồi, mẹ yên tâm, không có chuyện gì đâu. Hay là không phẫu thuật nữa, chúng ta về thôi. Mẹ làm gì vậy? Mẹ làm gì vậy? Được, mẹ nói không phẫu thuật nữa. Được, vậy chúng ta không phẫu thuật. Dù sao đến lúc đó mẹ cũng sẽ có một cái chân dài chân ngắn, thì đừng trách tụi con. Hàng xóm cười mẹ đã đành, đến chiếc quần đẹp mẹ mới mua cũng không mặc nổi. Mẹ nghĩ xem, một chân dài một chân ngắn mặc kiểu gì? Vốn dĩ chân đã đẹp, quần áo cũng rất đẹp, mẹ lại muốn dùng kéo.
Cắt một bên đi, mẹ mới mặc được. Vậy rất lãng phí, lại còn không đẹp, có đúng không? Được rồi, tụi con đi ký tên. Mẹ cứ yên tâm đi, yên tâm ha. Mẹ yên tâm nha, ăn cơm đi, lát nữa tụi con quay lại. Đừng quên chuyện thuốc mê đó. Đây là con rể bà phải không? Không phải. Con trai cũng không giống. Họ hàng xa thôi. Vậy họ hàng của bà tốt thiệt đó. Hiếu thảo lại chu đáo, còn tình nguyện đến chăm sóc bà. Bà đó rất là có phước. Người nhà bệnh nhân đọc kỹ giấy tường thuật rồi ký tên. Bác sĩ nè, bệnh nhân là mẹ vợ của tôi. Tôi ký được không? Được. Vu Bân, sáng mai anh có thể đến được không? Sao vậy? Tôi sợ mẹ căng thẳng. Tôi cũng căng thẳng. Đứng ở đó đi. Chẳng phải cô nói đến có chuyện nói với tôi sao? Em biết chắc anh rất hận em, nhưng em có nỗi khổ riêng mà. Nếu em không thích anh, em còn gọi anh đến làm gì? Không đúng. Cái gì không đúng? Cô lại lừa tôi nữa rồi. Em lừa anh cái gì? Cô vừa nói tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông của cô đâu? Người ta giả vờ làm người Hồng Kông thôi. Đàn ông các anh đều thích mấy cô gái hay giả vờ. Em không giả vờ thì anh có thích em không? Thằng nào nói với cô đàn ông thích phụ nữ hay giả vờ? Dớ dẫn. Em không cho anh đi. Mẹ không làm phẫu thuật. Mẹ nói rồi, mẹ không làm phẫu thuật. Mẹ à, mẹ đừng căng thẳng, không sao đâu. Thanh Thanh, có phải ở đây đợi mẹ? Đừng có đi đâu. Mẹ yên tâm đi, không sao đâu. Đừng lo lắng. Mẹ à, không sao đâu. Chỉ là tiểu phẫu thôi. Như vậy đi, lát nữa mẹ vào ngủ một giấc ngon. Tỉnh lại sẽ thấy tụi con. Tôi không phải mẹ anh. Được rồi, mẹ đừng lo lắng. Mẹ không làm phẫu thuật. Mẹ không làm phẫu thuật đâu. Được rồi, mẹ đừng lo lắng, không sao đâu. Chỉ là tiểu phẫu thôi. Mẹ chỉ bó bột, không làm phẫu thuật đâu. Cứ bắt mẹ làm phẫu thuật, mẹ không làm đâu. Mẹ chỉ bó bột, không làm phẫu thuật đâu. Không sao đâu, đừng lo lắng. Tiểu phẫu thôi mà. Hơn nữa, người phẫu thuật cho mẹ cô là chuyên gia. Cảm ơn anh. Đừng giả bộ không nghe thấy. Tôi không nghe thấy thiệt. Nói lại lần nữa đi. Không nghe thấy thì thôi, không nói hai lần. Bác sĩ sao rồi? Không sao, đừng lo, phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân chưa tỉnh thuốc mê. Cảm ơn bác sĩ, không có gì. Vu Bân, anh về đi. Anh cũng đừng lo nữa, tôi chăm sóc mẹ tôi. Cô về đi, tôi ở đây cho. Thôi bỏ đi, hai hôm nay anh cũng đủ mệt rồi. Hơn nữa mẹ tôi yếu đuối lắm, mở mắt không nhìn thấy tôi lại khóc. Được rồi, nếu bên này có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Hai chúng ta buôn bán không thành, còn tình nghĩa. Được.
Vậy nên lúc đó nếu không phải vì để chữa bệnh cho ba, nuôi em trai ăn học, làm sao em có thể đồng ý bên cạnh người đàn ông đó chứ? Hơn nữa lúc đó anh ta nói muốn cưới em. Cho đến khi em gặp được anh, em cảm thấy trên đời này người có thể thương em, tốt với em, luôn để em trong lòng, chỉ có anh mà thôi. Em không muốn mất anh. Cậu xin anh đó. Vậy cô nói, lão đàn ông đó, nếu như, nếu biết chúng ta ở bên nhau, liệu hắn có đánh gãy tay tôi không? Hay là đánh gãy chân của tôi? Không đâu, không đâu. Anh cho em chút thời gian nữa. Em theo anh ta thời gian lâu như vậy, thanh xuân của em đều cho anh ta hết rồi. Em phải lấy lại những thứ thuộc về em. Cho em thêm chút thời gian, em lấy hết những thứ thuộc về em, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây, có được không? Được, đi cùng nhau. Mẹ, mẹ tỉnh rồi. Mẹ thấy sao? Không sao hết. Mẹ không thoải mái sao? Vậy con gọi bác sĩ. Sao vậy? Mẹ tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi. Mẹ chỉ mong là mẹ không tỉnh nữa. Con đẩy mẹ đi thiêu là coi như trả nợ. Mẹ nói cái gì vậy? Chu Thanh Thanh, nếu con đã kết hôn, tuyệt đối đừng có sinh con. Con sinh con ra, nó và con sẽ là kẻ thù giai cấp. Còn tốt với nó đến mấy, nó cũng cảm thấy là con đang hại nó. Được rồi, con biết rồi. Về nhà rồi mẹ giáo huấn con được không? Mẹ muốn uống nước. Mẹ đợi chút nha. Mẹ khát muốn chết rồi. Đừng vội. Mẹ muốn uống nước. Con làm gì vậy? Bác sĩ nói 6 tiếng sau khi hết thuốc mê mới được uống nước. Bây giờ chưa uống được. Con thắm nước cho mẹ. Con xem con làm được việc gì. Mẹ muốn uống nước cũng không được. Mẹ à, đừng có quán giận lung tung. Việc này đâu phải do con. Con là con gái mẹ. Mẹ là mẹ con. Mẹ còn là bệnh nhân. Con trước mặt bệnh nhân lớn tiếng như vậy, con không sợ tạo nghiệp sao? Bỏ ra. Mẹ à, con biết từ nhỏ đến lớn mẹ không thích con. Dù không thích đến mấy, con cũng là con gái của mẹ. Con thừa nhận con không biết chăm sóc người khác, nhưng mẹ phải cho con thời gian để học chứ. Hai người đừng có cãi nhau nữa được không? Mọi người đang nghỉ ngơi. Hai người nói như vậy, ai mà nghỉ ngơi được? Con xin lỗi. Alo, làm gì? Sắp chết đói rồi. Cô ăn cơm chưa? Chưa ăn. Vừa hay, chúng ta đến tiệm mì lần trước đi. Bây giờ trong đầu tôi đều là hương vị bát mì đó. Không đi. Tại sao? Không có tâm trạng. Cô làm gì vậy? Xem xe. Xem xe. Cô muốn mua xe sao? Cô ở tiệm xe nào? Không chỉ có mua xe mới được xem xe. Cũng không phải đến tiệm xe mới có thể xem xe. Tôi cảm ơn anh. Cô không sao chứ? Cô đang ở đâu? Tôi đang trên cầu vượt của đường Vinh Kinh. Cô đứng đó. Tôi đến đi. Đừng đi đâu đó.
Du Thanh Thanh, Du Thanh Thanh. Mẹ, mẹ sao vậy? Con đến cho bệnh nhân hay đến ngủ vậy? Mẹ không khỏe ở đâu? Mẹ đau đến mức này rồi, con còn có thể ngủ được? Bác sĩ nói rồi, sau khi hết thuốc tê, vài giờ đồng hồ sau sẽ khá đâu. Mẹ ráng chịu chút đi. Mẹ là mẹ của con, đau trên người mẹ, con phải thấy đau lòng mới đúng chứ. Sao một lời an ủi con cũng không biết nói? Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường. Hơn nữa, nếu con thật sự có thể đau giùm mẹ, chắc chắn con sẽ giúp. Chu Thanh Thanh là đồ vô ơn. Ôi trời ơi, sao lại cãi nhau rồi? Mấy giờ rồi hả? Suốt ngày cãi tới cãi luôn. Được rồi, được rồi, đừng giận nữa. Tôi nói nè, cô làm gì vậy? Đang yên đang lành, sao lại muốn nghỉ quẩn? Chỉ là thất tình thôi, có gì to tát đâu. Tôi cũng thất tình mà. Có người cùng thất tình với cô, rất tốt, rất hạnh phúc, rất may mắn. Hơn nữa, vì một người như vậy, có đáng không? Thôi thôi thôi, anh vừa đến đã nói một tràng. Ai nói với anh tôi nghỉ quẩn? Hơn nữa, tôi mà nghỉ quẩn, tôi sẽ nói cho anh biết tôi ở đâu sao? Vì cô để một mình ngẩn ngơ làm gì? Có quán mì không đi ăn, lại đi ngắm xe. Ngắm xe cái gì? Thì ngắm cái đó. Đáng ghét, tôi không có bệnh. Cô không có bệnh? Không bệnh mà ngắm xe. Có ai ngắm xe như cô không? 3 năm trước lần đầu tiên tôi tới thành phố này, cũng ở trên cây cầu này, cũng vào buổi tối. Đó là lần đầu tiên tôi ngắm xe trên cầu Dược. Lúc đó tôi đã rất bất ngờ. Trời ơi, sao lại nhiều xe như vậy? Thành phố này thật nhộn nhịp. Khi đó tôi đã bị thu hút bởi đèn xe. Anh có hiểu được không? Ừ, đương nhiên anh không hiểu rồi. Người thành thị làm sao có thể hiểu được cảm nhận của người nhà quê như chúng tôi khi đến đây chứ. Khi đó tôi nghĩ nếu tôi còn ở quê, cả đời tôi sẽ không được nhìn thấy nhiều xe như vậy đồng thời chạy trên đường. Cho nên tôi cảm thấy việc đến đây là suy nghĩ quá anh minh thần võ. Trong chốc lát tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi đó tôi quyết định phải là một người thành thị hoàn toàn. Hơn nữa không chỉ có tôi còn phải đón cả ba mẹ tôi đến đây, để họ nhìn thấy cảnh đêm nhộn nhịp như vậy. Hơn nữa, tôi còn phải để đời sau của tôi trở thành người thành thị, sinh ra lớn lên ở đây. Bây giờ tôi nói vậy hơi nực cười. Lúc đó là thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Bây giờ nghĩ lại, ở trong một thành phố lớn như vậy, sinh sống thật sự quá khó. Nhưng mà tôi chưa từng nản lòng. Anh biết vì sao không? Tại sao? Bởi vì anh tôi chính là chó sụt bò sao? Đáng ghét. Anh tôi cũng coi như đến tuổi trung niên rồi. Trước đây bị vợ cũ của anh ấy chán ghét, một mực đòi ly hôn. Ly hôn rồi, sau khi ly hôn, mẹ vợ anh ấy đổ bệnh. Thật ra phải gọi là mẹ vợ cũ. Anh ấy đem hết tiền của mình chữa bệnh cho bà ấy. Anh ấy cũng không kêu ca gì, cũng không như đàn ông khác than trời trách đất, mà càng cố gắng hơn. Trước khi anh ấy gặp Du Thanh Thanh, trong công ty tôi tháng nào cũng là quán quân KPI. Rất nhiều người nói nhân viên kinh doanh chúng tôi vì chỉ tiêu mà không từ thủ đoạn, không có giới hạn. Nhưng anh tôi chưa từng như vậy, cũng không giấu tôi điều gì hết, lúc nào cũng giúp tôi. Nếu như không có anh ấy, tôi sớm bị công ty sa thải rồi. Không ngờ con người anh ấy cũng rất trượng nghĩa. Tất nhiên rồi, vậy mới nói không nên quá ỷ lại người khác, không nên có tâm lý dựa dẫm. Tôi luôn cảm thấy bất kể khi nào gặp khó khăn, anh ấy cũng đều đến giúp tôi giải quyết. Cho nên trong tiềm thức luôn nghĩ anh ấy thuộc về tôi. Nhưng tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi không thể tiếp tục u mê nữa. Tôi càng không thể quên mục tiêu khi đến đây. Kể từ hôm nay tôi phải cố gắng nỗ lực. Kể từ hôm nay tôi sẽ không nhờ ai giúp đỡ nữa. Cố lên. Chúng ta đi thôi.
Alo, Tiểu Hồng, tình hình trong tiệm sao rồi? Chị cứ yên tâm đi, Quýnh con không sao chứ, chân nó đã gần khỏi rồi. Phải rồi, anh rể cũ đang giúp đỡ em, vu bân qua đó rồi sao? Vậy em cảm ơn anh ấy giúp chị. Dạ được, dạ được. Sao cô cúp máy rồi? Cô ấy không kêu tôi nghe máy sao? Không nói. Không thể nào. Cô đã nói anh rể cũ đang ở đây mà. Vậy mà cô ấy không nói sao? Không nói, không kêu gì hết. Vậy sao cô cúp máy? Cô ấy còn chưa kịp nói, kêu chồng cũ nghe máy. Sao cô đã vội cúp máy rồi? Là chị ấy cúp trước. Chị tôi kêu tôi cảm ơn anh. Sao chị có một mình con gái chăm sóc bà? Có gì lạ? Bởi vì tôi chỉ có một đứa con gái. Vậy con rể đâu? Chăm sóc người bệnh chỉ có một người, không làm nổi đâu. Tục ngữ nói, một người con rể là nửa người con trai. Bà đó, tôi khuyên bà tìm cậu ấy đến để chăm sóc bà. Con gái bà ngày đến chăm sóc, đêm đến chăm sóc, thời gian lâu sẽ không chịu nổi đâu. Tôi không có con rể. Không có. Nó chưa lấy chồng. Vậy phải lấy thôi. Tôi thấy con gái bà cũng không còn trẻ, cũng phải 30 rồi. Phụ nữ lớn tuổi khó lấy chồng lắm. 30 tuổi là ngưỡng quan trọng. Dù cô ấy có xinh đẹp, trong thị trường hôn nhân cũng rớt giá, giống như là sản phẩm quá hạn gì đó. Bà nói coi, chất lượng có vấn đề không? Không hề. Nhưng giá cả thì rớt rồi. Con gái tôi thì khác. Con nhỏ xinh đẹp, rất nhiều người tán. Nhà tôi không phải gia đình phong kiến. Con gái tôi muốn yêu ai thì yêu người ấy. Nó muốn khi nào lấy chồng thì khi ấy lấy chồng. Tôi ủng hộ nó. Cũng không thể nói như vậy. Nếu con gái bà 18, 19 thì chẳng ai lo. Nhưng từng tuổi này rồi, bà phải giục cô ấy. Đừng nói khó tìm người yêu. Đến tuổi này rồi, nếu muốn sinh con, e là cũng muộn rồi. Sinh xong rồi, hồi phục cũng chậm hơn. Nói chuyện trước mắt đi. Nếu bây giờ bà có chàng con rể, trước giường bệnh bà có thêm người chăm sóc. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Đối với mẹ thì mẹ chưa chết, mẹ còn sống là tốt lắm rồi. Ăn cơm đi. Sao rồi, sao rồi? Mẹ có sao không? Chết mất rồi. Con không phẫu thuật nên không thấy đâu đúng không? Đâu phải con cố ý. 30 tuổi rồi, không được trò trống gì. Tôi không phản đối, còn ở chung với đám chó mèo kia. Có bận rộn đến mấy cũng phải tìm cho mẹ chàng rể về đây chứ. Mẹ à, người khác nói cũng đã đành. Mẹ là mẹ ruột của con cũng nói vậy sao? Không hiểu nổi mẹ có phải mẹ ruột của con không, hay là con là quà miễn phí của mẹ? Nếu con thật sự là quà miễn phí thì mẹ đã chẳng quản con. Mẹ à, mẹ bị bệnh tâm trạng không tốt, con có thể hiểu. Mẹ cũng hiểu cho con có được không? Con bỏ tiền đến đây chăm sóc mẹ, không được mẹ nói câu nào hay ho, cả ngày chỉ biết càm ràm. Ôi trời ơi, chân đau, lưng cũng đau. Mẹ, mẹ sao vậy? Lại khó chịu ở đâu? Sao lại là anh? Con vừa bán thuốc về, nhân tiện qua thăm mẹ. Suốt ngày ăn cơm viện, ở lên tàu một gì, bình giữ nhiệt, cũng không biết lấy nước ấm, bắt tôi uống nước nguội. Giường bệnh gần cửa sổ, nắng chiếu gắt như vậy, ban ngày tôi ngủ sao được? Da mặt tôi sạm đi thì sao? Mẹ, vậy đi, mẹ đừng lo. Lát nữa con đưa Thanh Thanh về, sau đó con mang hết đồ mẹ cần đến đây cho mẹ. Ngoài ra con đi nói với bác sĩ đổi phòng cho mẹ. Mẹ xem được không? Anh gọi ai? Ai là mẹ anh? Dạ gì, được không? Bạn gái cũ của anh là người thế nào? Bạn gái cũ của anh em không biết sao? Cô ấy hình như là bạn học của em đó. Điều em muốn biết là cách hai người đối xử với nhau. Hai người quan điểm có hợp nhau không?
phải nói sao ta? Bề ngoài thì hợp, nhưng thực tế thì không hợp cho lắm. Vì nghĩa là sao? Anh ở trước mặt em nói tốt bạn gái cũ có vẻ không hay. Có điều anh thật sự không phải kiểu sau khi chia tay liền nói xấu người cũ. Bạn gái cũ của anh là người tốt, hiền lành, nhẫn nhịn. Anh nghĩ tụi anh chia tay là vì cô ấy phải theo ý anh. Anh thích ở bên cạnh cô ấy. Nhưng giữa tụi anh dường như thiếu chút gì đó, cảm giác nồng nhiệt, anh không nói rõ được. Có lẽ anh có mới nới cũ. Có lẽ ngay từ đầu anh đã coi cô ấy là người dự bị. Anh không phải loại người đó. Hai người ở với nhau có một loại quán tính. Nếu em không đích thân trải qua một mối tình vô cùng nồng nhiệt, đương nhiên em cảm thấy tình cảm như vậy cũng tốt. Đương nhiên anh không hề quen một lúc hai người, cho nên không thể so sánh. Anh chỉ có thể nói bây giờ anh có tình cảm mãnh liệt đối với em, không hề bình thường. Ghê tởm. Sao vậy? Nhắc đến cô ấy em cảm thấy không vui sao? Không phải, em chỉ cảm thấy ghê không muốn ăn. Chung đề, em để anh đã. Phục vụ tính tiền. Chung đề, Chung đề. Đồ ăn. Có ai gói như cô không? Để tôi. Đưa đây. Không ai gói như cô hết. Phải phân loại ra. Cái nào dùng thì cho vào. Đồ ăn để bên này. Đồ tắm rửa thì bên này. Đồ bịt mắt. Mẹ cô không ngủ được, thường đeo bịt mắt. Phải để chỗ dễ nhìn thấy. Bà ấy mở ra liền nhìn thấy. Mang theo mấy cuốn sách. Để bà ấy giải khuây. Được rồi, đủ rồi. Cô sao vậy? Không sao. Cảm ơn anh. Khách sáo làm gì? Có phải cô mệt quá không? Hay là để tôi chăm sóc mẹ cô? Không cần. Một mình tôi làm được. Anh cũng không rảnh, anh khá bận mà. Lát nữa đưa tôi đến cổng bệnh viện là được. Chung đề, em không được giận nữa. Anh quản được chắc. Vừa rồi em bỏ chạy, anh đuổi theo. Người trên đường đều nghĩ anh bắt kẻ trộm đó. Anh mới là kẻ trộm. Không, là em. Là em. Em trộm mất trái tim anh, mau trả cho anh. Vậy được, không trả cũng được. Trao trái tim em cho anh. Anh khỏi dùng chiêu này. Đó là chiêu cũ chị dùng rồi. Cho anh vào ngồi một lát được không? Không được, không được. Không được là không được. Làm ơn đi, anh uống miếng nước rồi đi. Anh muốn uống nước cũng được. Ra cổng rẽ trái, 7-Eleven, mở cửa 24/24, cái gì cũng có. Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy? Anh không hiểu nổi, sao em lại xấu tính như vậy? Đàn ông quá 30 tuổi thì đừng làm nũng. Trừ phi anh là Kim Thành Vũ, không thì là giáo sư. Nếu không thì khó coi lắm. Thôi được, người phụ nữ xấu xa. Anh chỉ đành buồn bã ra về thôi. Sẽ chỉ có cái bóng cô đơn ở bên cạnh anh thôi. Nội tâm của anh, em có biết không? Liên quan gì đến em? Chung đề. Chung đề. Chung đề. Chung đề. Chung đề. Chung đề. Mẹ. Mệt chết đi được. Mau ăn cơm thôi. Mẹ nhìn ra rồi, con cố tình để mẹ chết đói. Con ở xa bệnh viện, con nói với mẹ rồi. Nếu mẹ đói thì kêu y tá mua đồ ăn canteen ăn trước. Đồ ăn canteen là được sao? Có gì không ăn được? Người ta cũng ăn đó thôi. Con nhìn xem, con lại chưa làm sạch tiết đi rồi. Sao? Sao lại không sạch? Rất sạch con gì? Như vậy mà sạch à? Mẹ nói không sạch là không sạch. Con không làm sạch làm sao mẹ ăn được? Sao mẹ lắm chuyện vậy? Sáng sớm con không làm được gì. Vừa ngủ dậy phải nấu cơm nấu canh. Mẹ muốn chết rồi. Chưa đến tiệm thú cưng đã phải mang đồ ăn cho mẹ. Đồ ăn canh tê thì mẹ không ăn còn càm ràm. Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi. Thịt đỏ, chỉ cần là thịt đỏ. Nếu muốn nấu trước tiên phải chần qua nước sôi. Con chần rồi, xào quá. Con xào rồi.
xương cũng phải làm như vậy. Phải chần qua nước sôi, sau đó dùng nước sạch để ninh, như vậy nước mới trong. Con làm như vậy rồi. Alo, Tiểu Hồng. Chị đang ở viện. Em nói với anh ấy, em không biết tiêm cho chó, kêu anh đến tiệm khác. Nói xin lỗi người ta một câu. Được rồi, chị đến ngay. Được rồi. Mẹ mau ăn đi. Mẹ là tổ tông của con, mau ăn đi. Mẹ không ăn nổi, mùa này mẹ không ăn. Không ăn thì thôi. Không ăn mẹ đói. Con mua cơm hộp cho mẹ. Mẹ không ăn cơm hộp. Sao mẹ lắm chuyện vậy? Con đi mua mì cho mẹ. Mẹ không ăn thì thôi. Con dâu đó à? Con gái. Con dâu dám cãi nhau với mẹ chồng vậy sao? Lật mặt ngay đó. Anh uống chút nước đi. Từ từ thôi, lát nữa đến ngay. Chị, thật sự xin lỗi. Bà chủ có sao vậy? Chúng tôi đợi 2 tiếng đồng hồ rồi. Xin lỗi anh đừng giận. Nhà tôi có chút việc. Thật sự xin lỗi anh. Rõ ràng cô đã hẹn giờ tiêm với tôi. Giờ thì hay rồi. Cô để tôi đợi cả buổi. Cúng nhà tôi không vui rồi nè. Xin lỗi anh. Thật sự xin lỗi. Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ khiến cho nó vui. Đi vào trong thôi. Mau lên, vào trong. Nào cục cưng, vào đi. Vào đi, được rồi. Mẹ, sao vậy? Đau là bình thường mà. Mẹ chịu khó xem tivi một chút. Con vừa đến tiệm. Mẹ đừng giận, con về ngay mà. Tiểu Hồng. Tiểu Hồng. Em trong tiệm giùm chị. Chị phải về viện một chuyến. Vì lát nữa còn hai khách hẹn làm spa. Phải rồi. Em giúp chị quỷ đi. Nói với họ là chị có việc gấp. Em nói cứ lần sau đến là giảm 20%. Chị làm xong bên này đã. Bobby. Tôi đưa cô đi. Tôi đúng lúc đi ngang qua. Thiệt đó. Đúng lúc đi ngang. Cô xem làm gì có chuyện trùng hợp vậy. Đến bệnh viện. Ôi mẹ ơi, mẹ cứ kêu mãi có tác dụng gì chứ. Mẹ uống thuốc rồi, cơm cũng ăn rồi. Mẹ cứ nằm nghỉ ngơi một lát không được sao? Mẹ đau. Thì con có cách gì? Con có phải thuốc giảm đau của mẹ đâu. Mẹ đau con có thể hiểu được. Mẹ có thể hiểu cho con không? Cả ngày con chưa ăn cơm, còn chưa được ngồi xuống, nước cũng chưa được uống. Mẹ hiểu con một chút có được không? Mẹ đau. Vì mẹ xem tivi một lát đi. Con biết mẹ đau. Mẹ xem tivi đi. Phòng điều hòa mẹ không mát. Vừa nóng, phim lại không hay. Con đã nói với mẹ là 8-9 giờ tối con qua. Nhưng mẹ bắt con 4-5 giờ thì qua. Đang là cao điểm, phía trước kẹt xe. Giống như bãi đổ xe vậy, con đến sao được? Nếu con không muốn đến thì đừng đến. Con về đi, đừng đến nữa, khỏi đến. Con muốn về cũng về không được. Con bị kẹt ở giữa rồi, con không di chuyển được. Mẹ làm ơn đi, đừng than vãn nữa. Bây giờ con rất đau đầu, con say xe rồi. Mẹ đợi lát nữa con đến. Tổ tông. Bà nói xem, người con trai tại sao không muốn cưới một con gái? Không phải là người con gái không lấy người con trai. Bà khỏi nhanh quá ha, không đau sao? Nhỏ tiếng thôi. Cô nóng ruột cũng vô dụng, phía trước kẹt xe. Tôi đoán là có chuyện xảy ra rồi. Hay là cô chợp mắt chút đi. Y tá Hoàng, tôi là người nhà giường số 75. Mấy giờ rồi? Sắp 11 giờ rồi. Đang ở đâu vậy? Đang ở dưới nhà cô. Ôi không, sao anh không gọi tôi vậy? Tôi thấy cô ngủ say nên không muốn làm phiền. Hơn nữa, cho dù có gọi cô, người ta cũng không cho vào thăm nữa. Anh dừng ở đây bao lâu rồi? Không lâu, vài tiếng thôi.
Như vậy đi, hay là để tôi thay cô chăm sóc mẹ cô. Cô xem, cô vừa phải lo tiệm, vừa phải chăm mẹ cô, rất vất vả. Không cần đâu, anh cũng có nhiều việc mà, không muốn làm phiền anh. Cảm ơn anh, tôi đi đây. Thanh Thanh, cảm ơn anh, tôi đi trước đây. Đang tính doanh thu sao? Em làm anh hết hồn. Tính đến đâu rồi? Em xem. Lại phải tính từ đầu rồi. Anh ăn trước đi. Có vài dòng cũng dùng máy tính. Đừng tính nữa. Nếu anh đủ KPI, em theo họ anh. Theo họ anh sao? Em nằm mơ đi. Anh cũng vô tình với em quá đi. Anh ăn đi, vừa hâm nóng đó. Giám đốc Chu, còn biết tính sao? Tôi tính thử để có sự chuẩn bị. Cậu nên có sự chuẩn bị đi là vừa. Tôi nghe Tiểu Ngô phụ trách thống kê nói với tôi, thành tích của cậu chưa đạt được 10.000. Theo như quy định của công ty, nếu không hoàn thành KPI, cậu chỉ được nhận lương cơ bản. Cậu là nhân viên lâu năm, đừng để thụt lùi nữa. Tôi biết rồi, biết rồi. Giám đốc đi thông thả. Làm sao đây? Và hôm nữa là cuối tháng rồi. Cho dù bắt đầu từ hôm nay, anh bán mỗi ngày 24 giờ cũng không đủ KPI. Lương cơ bản có một chút xíu, mỗi ngày ăn mì gói cũng không đủ. Nếu anh có cách thì tốt rồi. Anh muốn ở đây chắc. Đi đi, phải làm gì thì làm đi. Vậy anh có khoản nào tháng sau phải thu không? Hay là thương lượng với khách hàng, kêu họ thanh toán trước, để tháng này chạy đủ KPI. Ôi trời, anh nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Có một khoản tiền, chúng ta có thể nghĩ cách. Ôi trời ơi. Vô ơi, anh Vu đến tìm cô. Anh Vu, sao anh đến đây? Sao ban ngày đã uống rượu rồi? Tôi muốn mở một quán rượu. Cô có thiếu tiền đâu. Mở quán rượu rất vất vả. Tôi muốn thử xem. Có đôi lúc mở quán rượu cũng không phải để kiếm tiền. Phụ nữ mà, đôi khi cần ấp ủ cảm xúc, hiểu không? Không hiểu. Tôi nói vậy với anh ha. Anh xem, thứ tôi uống có phải rượu không? Nó không phải là rượu. Nó là tâm sự muôn màu muôn vị. Trong đó có chua, cay, mặn, ngọt, gì gì cũng có. Nhưng những thứ này lại không nói ra được, cho nên chỉ có thể lên men trong rượu. Tôi mở quán rượu này là để làm nơi chứa đựng tâm sự. Giờ anh hiểu chưa? Vẫn chưa hiểu. Tôi nói nè, hai chúng ta không cùng chung tần số. Cô ở cao, tôi ở thấp như vậy, hai chúng ta khó mà giao tiếp. Bỏ đi, tôi biết anh không phải tri âm của tôi. Lại đây, ngồi đi. Tôi vừa cãi nhau một trận với bạn trai. Anh ấy quá trẻ con, quá nóng vội. Tại sao đàn ông các anh đều như vậy? Cô Lan, cô cũng đừng đánh đồng đàn ông như vậy. Thật ra vẫn còn người tốt. Ví dụ như cô xem cô giàu có, lại nổi tiếng, nhưng khá kín tiếng. Rất nhiều đàn ông không với tới cô. Chỉ có anh là giỏi nói chuyện nhất. Hôm nay anh tìm tôi, có phải có thực phẩm chức năng mới không? Phải rồi, công ty tôi mới ra mắt một sản phẩm mới, chuyên giúp dưỡng nhan bảo vệ da, đặc biệt đối với nữ giới, giảm nếp nhăn, đảm bảo độ đàn hồi da.
rất có tác dụng. Tôi có mang đến một ít. Cô không cần phải mua ngay, cứ thử trước. Nếu cô dùng ổn, có tác dụng, rồi cô hẳn mua cũng được. Vu Bân, tôi thích anh nhất ở điểm này. Con người anh thật thà, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác. Có điều, có chuyện này tôi muốn nhờ cô giúp. Chuyện gì? Cô xem, lần trước cô mua thuốc của tôi, cô có thể trả tiền cho tôi trước không? Bởi vì tháng này tôi không đủ KPI, cấp trên hối tôi dữ quá. Không thành vấn đề, đây là chuyện nhỏ. Anh tính xem bao nhiêu tiền? Tiểu Cố, lấy tôi cái ly. Cô thật phóng khoáng. Tôi nghe điện thoại chút. Được được, tôi lập tức qua đó. Xin lỗi nha cô Lan, trong nhà xảy ra chút chuyện.